cho các bạn. Các bạn cùng mình review cuộc sống ở vùng nông thôn Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang về chiều. Cuộc sống về chiều thật là thoải mái mát mẻ vì không khí ngoài trời đã hạ nhiệt. Đây là nguồn khóm của nông dân, đây là khóm ăn gà chạy. Thật là một vùng nông thôn miền Tây đặc trưng, không gian như hòa nhuyễn vào thiên nhiên. Mắt của những người vừa đến ven sông những hàng dừa gọt bóng đậm chất quê hương ở miền Tây cũng như là quê hương Việt Nam. Chúng ta cùng tận hưởng và cảm nhận. Đây những dòng sông mát mẻ, sông ở đây rất rộng và dòng chảy thì rất là chậm, dòng sông lững lờ trôi đúng ý nghĩa của nó. Đặc thù ở đây là sông rộng dài ngoằn ngoèo, nhiều cây thủy sinh phát triển do dòng chảy rất là chậm nên cây thủy sinh phát triển mạnh. Đây là vùng đất thuộc dạng thuộc đất thấp ở đồng bằng sông Cửu Lộ, giữa mặt đất và mặt nước hình như sát bên nhau, cách nhau chưa tới 1 mét. Đây gồm khóm bao la bát ngàn. Đây là một con kênh chúng ta có thể coi trên bản đồ map, ngoằn ngoèo giống như chữ S, đạn nhiều phút như con rùng, sông lượn quanh giống như một con rắn đang bò uống nước. Giờ này là chiều về, các em học sinh đã tan học cũng như là những công nhân viên, những bà con đang đi về quê
về nhà của mình. Những cánh đồng bao la, mà bà con nông dân trồng khóm, trồng thơm rất là nhiều. Đây là vùng đặc sản ở Hậu Giang, đặc sản về khóm, thơm và các loại dừa. Đây những em học sinh đang dở tan trường đi về. Cuộc sống nông thôn về là một kỷ niệm rất là đẹp trong lòng chúng ta. Khu di tích kia là rừng chợp. Ở đây ngoài cây thơm, cây khóm, người dân dân còn trồng chàm rất là nhiều. Và đây là lá lập nhà. Cánh đồng quê hương miền Tây Việt Nam là một nơi lý tưởng đáng để sống. Tôi xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh MTA Global. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một buổi chiều thư giãn, vui vẻ, thoải mái.